Hôm nay tôi rất vinh dự được hội nghị của Thành ủy mời đến để truyền đạt một số nội dung mới của dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 92. Đây là một cái dự thảo được chuẩn bị tương đối công phu và với nhiều nội dung đổi mới, nhưng mà do yêu cầu của thời gian, tôi được phép nói trong 1 tiếng rưỡi. Do đó tôi cố gắng tập trung vào những vấn đề lớn nhất, quan trọng nhất, và đồng thời cũng nêu ra một số vấn đề để chúng ta tiếp tục suy nghĩ, có những đóng góp tích cực cho quá trình hoàn thiện kỳ dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 92. Như các ông chí đã biết thì hiến pháp là một cái văn kiện chính trị pháp lý và là đạo luật gốc rất quan trọng. Nó là nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Và đồng thời, nó là một cái văn bản chính trị pháp lý thể hiện chủ quyền nhân dân. Chính vì vậy mà mỗi lần sửa đổi hiến pháp thì đó là một sự kiện chính trị trọng đại của một quốc gia. Và chúng ta biết vì tầm quan trọng của hiến pháp như vậy, do đó mà cái thủ tục trình tự sửa đổi hiến pháp là thủ tục trình tự đặc biệt được quy định trong hiến pháp. Tôi sẽ nói trong phần cuối của bài nói chuyện. Thế thì trong cái lịch sử lập hiến của nước ta thì xin thưa các quý vị là chúng ta đã có 4 bản hiến pháp, năm 46, 59, 80, 92, được sửa đổi bổ sung năm 2001. Cái đặc trưng lớn nhất của lịch sử lập hiến nước ta là cả 4 bản hiến pháp đều được xây dựng ban hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy mà mỗi lần đất nước ta có một bước chuyển trong sự phát triển và có một văn kiện chính trị quan trọng của Đảng ta thì chúng ta đều đặt vấn đề sửa đổi bổ sung hiến pháp để thể chế hóa cái đường lối quan trọng đó và làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế thì hiến pháp năm 92, xin thưa các quý vị, là được xây dựng và ban hành trong một bối cảnh là chúng ta mới bước vào thời kỳ đổi mới do Đảng ta khởi xướng tại đại hội 6 năm 1986. Và đến năm 91 thì Đảng ta ban hành cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Và tất nhiên là trong cái cương lĩnh đó đặt ra rất nhiều đường lối, chủ trương trong thời kỳ quá độ, nhưng có một cái chỉ đạo mang tính chiến lược. Và đó cũng là cái cơ sở chính trị quan trọng để chúng ta ban hành hiến pháp năm 92. Đấy là ưu tiên đổi mới kinh tế và từng bước đổi mới chính trị phù hợp. Thì do đó mà khi chúng ta xây dựng hiến pháp năm 92 thì cũng thú thật với các quý vị là chúng ta ưu tiên đổi mới chính kinh tế. Chúng ta chuyển từ cái cơ chế kế khóa sang cơ chế thị trường. Đấy là bước chuyển quan trọng nhất, và cũng chính nhờ vậy mà chúng ta đã có những bước phát triển rất mới, rất mạnh trong cái nền kinh tế của chúng ta. Và đồng thời chúng ta có đổi mới chính trị nhưng mà từng bước vững chắc, đáp ứng cái yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế. Thì do đó mà năm 2001, sau khi chúng ta triển khai thực hiện hiến pháp năm 92 đã có những bước phát triển kinh tế nhất định, và chính quá trình phát triển kinh tế cũng đặt ra yêu cầu phải có đổi mới từng bước cái vấn đề chính trị. Do đó chúng ta đã sửa đổi hiến pháp năm 92 và 2001. Ở đó có một số điều chỉnh về chế độ kinh tế, nhưng đồng thời có những điều chỉnh lớn vấn đề bộ máy nhà nước chúng ta, để làm thế nào bộ máy nhà nước chúng ta tiếp tục lãnh đạo, quản lý cái nền kinh tế, bảo đảm phát triển ở mức độ cao hơn. Nhưng mà cái bối cảnh ra đời của hiến pháp năm 92 như vậy, do đó bên cạnh những mặt tích cực thì nó cũng đã bắt đầu thể hiện một số mặt hạn chế của nó. Thì do đó mà trước khi đặt vấn đề sửa đổi hiến pháp năm 92 thì Quốc hội cũng như Chính phủ chủ trương là tổng kết 19 năm, và bây giờ là 20 năm
thực hiện Hiến pháp năm 92. Thì thấy rằng bên cạnh những mặt tích cực thì cũng đã thấy những cái mặt hạn chế của nó cần phải được nghiên cứu sửa đổi bổ sung để tạo đà cho cái công cuộc đổi mới chúng ta và sự phát triển kinh tế xã hội được mạnh mẽ hơn. Thì các ông chỉ thấy là trên bình diện quốc gia thì nhiều chủ trương mới muốn thực hiện, nhiều chủ trương cải cách, tư tưởng cải cách mới muốn thực hiện nhưng nó bị hạn chế bởi Hiến pháp. Do đó mà nhiều khi không thể không thực hiện được thì chúng ta đã thực hiện là theo cái nguyên tắc là thí điểm. Thí điểm là gì? Là bởi vì trong khi Hiến pháp vẫn còn giữ nguyên như vậy, nếu chúng ta thực hiện đại trà thì nó vướng vào Hiến pháp. Do đó ta bàn kỹ và trong lúc chưa sửa đổi Hiến pháp thì cho là chủ trương thí điểm. Một là để thí điểm cho nó chắc chắn, thấy được đúng thì chúng ta tiếp tục đại trà. Nhưng thứ hai nữa là cũng để chúng trong thời gian đó chúng ta chờ đợi chúng ta sửa đổi Hiến pháp. Đấy là những cái điểm mà tôi không nêu cụ thể, nó đã hạn chế quá trình cải cách của chúng ta trong cải cách kinh tế, trong cải cách pháp luật, trong cải cách tư pháp và trong cải cách hành chính của chúng ta. Một điểm nữa, tức là cái bối cảnh ra đời của Hiến pháp năm 92 và bối cảnh bây giờ chúng ta sửa đổi về Hiến pháp, nó cũng có một sự thay đổi lớn trong hệ thống pháp luật chúng ta. Xin thưa với quý vị là theo thống kê của Bộ Tư pháp cũng như của Chính phủ, thì năm 92 khi chúng ta ban hành Hiến pháp thì cả nước chỉ có 93 luật và pháp lệnh. Chính vì vậy mà khi ban hành Hiến pháp năm 92, do chúng ta rất cần cơ sở pháp lý để thực hiện, do đó thay vì là quy định trong luật và pháp lệnh thì chúng ta quy định trong Hiến pháp rất là nhiều thứ, làm thay cả vai trò của luật và pháp lệnh. Do đó mà ta thấy là Hiến pháp rất là dài, rất là dài. Và sau này khi chúng ta ban hành các văn bản pháp lệnh và luật để tiếp tục cụ thể hóa những chủ trương được quy định, những cơ sở được quy định trong Hiến pháp thì chúng ta cũng vướng với Hiến pháp, nhiều khi là trùng dẫm Hiến pháp. Thì bây giờ trong bối cảnh mới là khi hệ thống pháp luật chúng ta đã rất phát triển, chúng tôi thống kê chưa đầy đủ lắm, nhưng mà tại thời điểm hiện nay khi chúng ta đặt vấn đề sửa đổi Hiến pháp thì chúng ta đã có trên 330 văn bản luật và pháp lệnh. Trong một cái nền pháp lý như vậy thì Hiến pháp có điều kiện để quay về cái vị trí là đạo luật cơ bản, quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc quan trọng nhất, làm nền để chúng ta xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ thống nhất. Thì đấy là cũng là lý do mà chúng ta đặt vấn đề sửa đổi Hiến pháp năm 92. Còn khi đặt sửa đổi năm 92 á, thì quá trình tổng kết của Chính phủ và sau này là tổng kết của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội thì đã thống nhất nêu lên là 9 vấn đề cần xem, đó là cái tư tưởng cốt lõi chỉ đạo quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 92. Thì tôi xin đọc như thế này. Vấn đề thứ nhất là tiếp tục thể chế hóa và làm sâu sắc hơn chủ trương phát huy quyền làm chủ sở chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Thứ hai là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Thứ ba là tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn bản chất, vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Thứ tư là phát huy nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân. Thứ năm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Thứ sáu là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thứ bảy là xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Và thứ tám là sửa đổi Hiến pháp năm 92 để tích cực chủ động hội nhập quốc tế. Và thứ chín là sửa đổi kỹ thuật lập hiến và quy trình sửa đổi Hiến pháp để bảo đảm hiệu lực, tính ổn định, lâu dài của Hiến pháp. Đấy là 9 cái định hướng mà thông qua tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Hiến pháp năm 92 chúng ta định ra để dựa vào đó
sửa đổi hiến pháp năm 92 của chúng ta. Trên cơ sở 9 cái nội dung cơ bản mang tính định hướng đó, thì dự thảo hiến pháp của chúng ta sau khi nhiều lần thảo luận thì đã có bản thảo cuối cùng để đưa ra cho toàn dân đóng góp ý kiến. Thì chúng ta có là 11 chương, hiến pháp bây giờ là có 11 chương, 124 điều. Và so với hiến pháp năm 92 thì dự thảo hiến pháp giảm đi 1 chương và 23 điều, giữ nguyên 12 điều, sửa đổi bổ sung 101 điều và bổ sung 11 điều mới. Thì tôi nêu như vậy để chúng ta thấy được là chủ yếu là sửa đổi bổ sung 101 điều, còn giữ nguyên thì chỉ 12 điều thôi, và điều mới thì 11 điều. Và xin thưa các đồng chí, giữ nguyên thì chủ yếu là nó nằm ở cái điều về chủ tịch nước là chương ổn định nhất. 5 điều trong các cái số 12 điều giữ nguyên thì có 5 điều về chủ tịch nước, 4 điều về quốc huy, rồi quốc ca, rồi thủ đô, vân vân. Còn lại là một điều giữ nguyên về bảo vệ Tổ quốc, một điều được giữ nguyên ở cái chương về quyền công dân và một điều được giữ nguyên về chính phủ. Thì tôi nói như vậy để chúng ta thấy là các cái điều giữ nguyên là rất ít, mà chủ yếu tập trung vào một số chương mang tính ổn định cao. Còn 11 điều mới thì cũng xin thông báo với các đồng chí, theo thống kê của chúng tôi là 5 điều về quyền con người, để nói đến được cái chương về quyền con người là chương đổi mới nhiều nhất. 2 điều về kinh tế xã hội và văn hóa, 1 điều về quốc hội, 3 điều về cái chương mới về các thiết chế độc lập mang tính hiến định là hội đồng hiến pháp, hội đồng bầu cử và kiểm toán nhà nước. Thì đấy là tôi thông tin về hình thức là như vậy. Bây giờ xin đi vào nội dung. Về lời nói đầu thì không có gì thay đổi lớn, mà chủ yếu là rút ngắn nó lại, khái quát lên, khái quát nó lên trên cái tinh thần và nội dung của hiến pháp năm 92. Còn về chế độ chính trị thì ở đây là tôi trước hết là nó cũng có một cái sự hợp nhất giữa cái chương 1 và cái chương về quốc huy thủ đô được nâng lên, xem những vấn đề như quốc huy, quốc ca, thủ đô cũng là vấn đề thuộc chương 1. Tức là trước đây là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chế độ chính trị, thì nay ta rút gọn lại chương 1 lấy tên là chế độ chính trị. Thế ở đây thì cơ bản vẫn dựa vào cái nội dung của hiến pháp năm 92, nhưng có một số đổi mới, 5 nội dung đổi mới mà tôi thấy chúng ta cần phải nhấn mạnh. Một là ở điều 1 thì chúng ta khẳng định nhà nước ta là nước dân chủ, độc lập, có chủ quyền, có toàn vẹn về biên giới, nhưng mà khẳng định thêm là nhà nước ta là nhà nước dân chủ. Thì xin thưa các đồng chí là chúng tôi là những người làm công tác giảng dạy, thì khi mà xác định gọi là cái mô hình của nhà nước ta theo những cái mô hình mà các nước ở trên thế giới họ sắp đặt thì rất khó đưa vào mô hình nào. Bởi vì có nước thì là họ theo chế độ Cộng hòa đại nghị, có nước thì theo chế độ Cộng hòa tổng thống, có nước thì dân chủ đại nghị, quân chủ đại nghị. Nhưng mà xét vào các mô hình của nhà nước ở trên thế giới thì chúng ta nó gần gần với cái Cộng hòa đại nghị, nhưng mà cũng thể nói được Cộng hòa đại nghị, bởi vì cái đặc trưng của Cộng hòa đại nghị là đề cao cái vai trò của nghị viện là đúng rồi, nhưng mà nó lại thiết lập trong một cái chế độ đa đảng. Riêng chúng ta thì hệ thống chính trị của chúng ta là một đảng lãnh đạo, nhà nước và xã hội. Thì do đó mà trong sách vở thì người ta chỉ nói là nhà nước ta, cái mô hình của nó là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
nhưng mà chưa đâu nói cái một cách chính thức cái mô hình đó. Nhưng mà lần này trong điều 1 thì chúng ta nói rõ là nhà nước ta là nhà nước dân chủ, mà nó phù hợp với cái chủ trương chúng ta là xây dựng nhà nước pháp quyền, mà tí nữa tôi sẽ đặt vấn đề đó. Bởi vì mục tiêu của nhà nước pháp quyền, điều kiện ra đời của nhà nước pháp quyền là dân chủ, và mục tiêu của nhà nước pháp quyền cũng bảo đảm một cái nhà nước dân chủ và bảo vệ quyền con người và quyền công dân. Thì đấy là cái nội dung ở điều 1, thì có bổ sung một ý nhưng vô cùng quan trọng để khẳng định cái mô hình nhà nước ta là mô hình nhà nước dân chủ. Cái thứ hai rất quan trọng ở điều 2. Ở điều 2 thì nếu mà nhìn về ngoài thì không có gì mới cả. Bởi vì chúng ta vẫn nói là nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Và vẫn khẳng định là quyền lực, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Và cũng vẫn khẳng định, tiếp tục khẳng định cái nguyên tắc tổ chức của nhà nước ta là quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp. Nhưng mà bây giờ là thêm chữ kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước. Thêm cái chữ là kiểm soát quyền lực nhà nước. Thế thì ở cái điều 2 này ấy, về cơ bản, nếu mà đọc ra thì vẫn giữ như là điều 2 của Hiến pháp năm 92. Nhưng mà trong nguyên tắc tổ chức nhà nước thì có thêm chữ là kiểm soát quyền lực. Bên cạnh phân công phối hợp thì thêm chữ quyền soát quyền lực giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thì một nội dung tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà vô cùng phức tạp. Chúng ta thêm cái kiểm soát quyền lực là bởi vì, một, đây là nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. Nguyên tắc của nhà nước pháp quyền là không cho phép một cơ quan nào lạm quyền, độc quyền để đi đến là mất dân chủ của nhân dân. Thì do đó mà đã có quyền lực thì có nguy cơ lạm quyền, có nguy cơ thao ác quyền lực. Thì do đó phải đặt vấn đề, phải kiểm soát quyền lực. Thì đấy là một yêu cầu trong nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền. Nhưng mà khi đặt vấn đề kiểm soát quyền lực, một chữ thì rất dễ, nhưng mà thiết kế như thế nào trong toàn bộ cái hiến pháp này, cái nguyên tắc này, thì đây là vấn đề rất lớn. Thì do đó mà tôi xin nêu cái này thì tí nữa rồi dần dần ta sẽ nói, nhưng mà tôi xin nêu là mấy cái yếu tố mà làm nên cái cơ chế kiểm soát quyền lực phải thấy trong hiến pháp hiện nay. Và chúng ta dựa vào đấy để góp thêm, nếu mà chưa đủ các yếu tố làm nên cái cơ chế kiểm soát quyền lực đó thì chúng ta góp ý thêm. Kiểm soát quyền lực trước hết là phải kiểm soát quyền lực giữa các bộ phận của bộ máy nhà nước thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Người ta gọi là kiểm soát bên trong. Thì Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thể hiện cái vai trò của mình trong cái việc kiểm soát hoạt động của các cơ quan nhà nước khác là rất rõ rồi. Và lần này càng được tăng cường hơn. Nhưng mà ngược lại, cái kiểm soát ngược lại ấy, thì phải nói chúng tôi thấy là còn yếu ớt. Thì do đó mà chúng ta phải xem giữa các bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước ta là lập pháp, hành pháp và tư pháp, họ kiểm soát lẫn nhau như thế nào, và cơ chế đó đã được thể hiện trong hiến pháp hay chưa. Bởi vì tôi nói như vậy, đặt vấn đề như vậy bởi vì tới đây khi nói đến chính phủ, khi nói đến tòa án thì chúng tôi sẽ nói những cái quy định thể hiện cái thẩm quyền kiểm soát ngược lại đối với Quốc hội như thế nào. Thì đấy là vấn đề thứ nhất, chúng ta lấy đấy làm cái yếu tố để kiểm tra lại hiến pháp chúng ta đã thể hiện được cái chưa. Yếu tố thứ hai là phải kiểm soát bộ máy nhà nước là từ nhân dân. Bởi vì chúng ta đã tuyên bố tất cả quyền lực là của nhân dân và thuộc về nhân dân. Và nhà nước ta với bản chất là của dân, do dân và vì dân. Thì quyền lực của bộ máy nhà nước là xuất phát từ dân. Dân là gốc của mọi quyền lực. Thế thì người chủ quyền lực đó phải là người có quyền kiểm soát đối với
với quyền lực nhà nước. Vậy thì nhân dân kiểm soát quyền lực bằng cái gì? Bằng hình thức nào? Thì xin thưa các quý vị, bằng hai cái yếu tố quan trọng nhất. Một là phải quy định những quyền dân chủ trực tiếp của dân. Quyền bầu cử, quyền bãi miễn đại biểu của mình, quyền biểu tình, quyền trưng cầu ý dân, vân vân. Quyền đấy phải được quy định thật là càng nhiều quyền dân chủ trực tiếp và có cơ chế thực hiện tốt, thì đấy là một cái phương thức để nhân dân thông qua đó kiểm soát hoạt động quyền lực của nhà nước rất là tốt. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải bảo đảm cái quyền lập hội của dân. Vì thông qua các tổ chức chính trị xã hội, thông qua tổ chức chính trị xã hội và xã hội nghề nghiệp, thì dân mới thể hiện cái sức mạnh của mình và ý chí của mình. Thì đấy là một cái hướng mà tôi cho cũng phải tính. Do đó chúng ta phải cũng là lấy cái tư tưởng đó, lấy cái hình thức đó để chúng ta kiểm tra xem hiến pháp chúng ta đã làm được đó chưa. Và cái thứ ba rất quan trọng. Ngoài cái kiểm soát lẫn nhau, ngoài kiểm soát của nhân dân với tư cách là chủ quyền lực, thì cũng phải tính đến một số thiết chế chuyên nghiệp để kiểm soát quyền lực. Giữa các cơ quan kiểm soát với nhau cũng là một thiết chế mang tính chuyên nghiệp mà tí nữa ta sẽ đề cập đến. Nhưng mà bên cạnh đó chưa đủ. Thế thì vì vậy mà mình có chương 10 mới trong Hiến pháp sửa đổi năm 92. Đấy là một số thiết chế độc lập, hiến định. Và trong đó đặc biệt là kiểm toán và hội đồng hiến pháp. Mục tiêu là để kiểm soát hoạt động cũng như việc ban hành các văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước trong mối liên hệ là bảo đảm thực hiện hiến pháp. Thì tôi nói như vậy để chúng ta thấy, tức là thêm một cái chữ gọi là kiểm soát quyền lực trong cái nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước của chúng ta ở điều 2, nó đòi hỏi chúng ta phải có một cách nhìn rất là tổng thể về cách thiết chế bộ máy nhà nước như vậy. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là ở điều 6, cái này ít người chú ý. Khi ở điều 2 chúng ta nói là tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Thế thì cái điều 6 là điều quan trọng nhất để quy định cơ chế bảo đảm rằng quyền lực đấy là do nhân dân thực hiện. Thế thì Hiến pháp năm 92, xin thưa đồng chí là chúng ta thì điều 2 thì nói rằng tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhưng khi quy định ở điều 6 thì nói rằng là nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Nếu mà như thế thì tức là chúng ta mới chỉ là sử dụng cái hình thức dân chủ đại diện, và duy nhất chỉ là dân chủ đại diện để nhân dân thực hiện cái quyền lực của mình. Như thế là chưa đủ. Đúng nhưng mà chưa đủ. Mà lần này vì vậy mà lần này qua tổng kết hiến pháp chúng ta thấy là tuyên bố tất cả quyền lực thuộc về nhân dân như vậy thì cũng phải có một cơ chế đầy đủ hơn để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước của mình. Do đó thiết kế điều 6 là có thêm hai cái yếu tố rất mới. Một là dân chủ trực tiếp. Do đó cái phương diện dân chủ trực tiếp là rất được nhấn mạnh trong hiện nay. Và đồng thời là dân chủ đại diện và tăng cường cái năng lực cũng như hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Và một yếu tố nữa là đừng có nghĩ là dân chỉ làm chủ thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thế còn cái bộ máy nhà nước khác thì sao? Đó cũng là thừa lệnh nhân dân, quyền lực cũng từ nhân dân. Thì do đó phải thông qua cả các cơ quan nhà nước khác. Tức là lần này trong điều 6, chúng ta thiết kế đầy đủ hơn các hình thức để thông qua đó nhân dân thực hiện quyền lực của mình được quy định tại điều 2 của Hiến pháp năm 92. Thì tôi cho đấy là một bước phát triển rất là mới, rất là lớn và cũng là một quá trình nhìn nhận rất là đầy đủ. 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 92, chúng ta mới có một cách nhìn toàn diện như vậy. Vấn đề thứ tư là về Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì trước đây thì trong điều 4 của Hiến pháp năm 92 thì về Đảng Cộng sản là chúng ta chỉ quy định 3 yếu tố cơ bản thôi. Một là chúng ta nói Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Cái thứ hai là Đảng là lãnh đạo nhà nước và xã hội. Cái thứ ba là tổ chức Đảng là hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.
Nhưng mà khi chúng ta có cương lĩnh bổ sung sửa đổi năm 2001 thì chúng ta xác định rõ hơn cái tính chất của Đảng ta trong cái điều kiện mà hệ thống chính trị một đảng cầm quyền. Thì do đó mà không thể là trong hệ thống một đảng cầm quyền thì đảng không chỉ là đội tiền phong của giai cấp công nhân mà nó còn là tiền phong, đội tiền phong của nhân dân và của toàn thể dân tộc. Thì đấy là vì vậy mà chúng ta phải khẳng định thêm nó là đội tiền phong của nhân dân, của cả dân tộc. Và khi đã xác định là đội tiền phong không chỉ của giai cấp công nhân mà của nhân dân và toàn vẹn dân tộc thì chúng ta phải quy định cái mối liên hệ máu thịt giữa đảng và nhân dân. Và đồng thời cũng đề cao trách nhiệm của đảng trước nhân dân. Do đó mới nói là đảng phải liên hệ máu thịt với nhân dân, chịu sự kiểm soát của nhân dân. Và đồng thời nói là đảng chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước nhân dân. Tức là đề cao cái trách nhiệm của đảng trước nhân dân. Đấy là yếu tố rất mới so với Hiến pháp năm 92. Và cái đó nó xuất phát từ cái tính chất của đảng ta là như vậy thật. Mọi thắng lợi của cái cách mạng trước đây và công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay thì cái vai trò quyết định vẫn là sự lãnh đạo của đảng. Và thực sự là đảng là lợi ích, đại diện cho lợi ích của toàn nhân dân và đại diện cho lợi ích của cả dân tộc. Thì đấy là xin thưa các ông chí ở điều 4 thì xin nói như vậy. Cái điều 5, vấn đề thứ 5 ở trong cái chương chính trị, đấy là vấn đề đại đoàn kết dân tộc. Thì chúng ta vẫn tiếp tục xem đây là một cái động lực, một mục tiêu và động lực vô cùng mạnh mẽ của chúng ta. Bởi vì đại đoàn kết là làm nên sức mạnh để chúng ta có những cái thắng lợi rất lớn trong quá khứ và có những cái bước phát triển rất là mới trong điều kiện xây dựng và đổi mới. Thế thì bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục cái nguyên tắc này và khẳng định mặt trận Tổ quốc là một cái cơ chế thông qua đó là liên minh chính trị, những cơ chế đó thông qua thì chúng ta thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Nhưng mà vấn đề ở đây ấy, thì trong cái mặt trận Tổ quốc thì có thêm hai ý mà mới so với cái cũ. Mới thứ nhất là ngày xưa chúng ta nói là để bảo vệ và thể hiện lợi ích của nhân dân thì mặt trận Tổ quốc là như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta thêm một cái ý mà đây là thực tiễn cuộc sống đặt ra đây. Không mặt trận Tổ quốc một mình, mặc dù là làm được rất nhiều việc rất có ích, nhưng không làm được những cái việc mà có thể là liên quan đến lợi ích nhân dân. Thì do đó ta thêm một cái ý như là cùng với nhà nước, mặt trận Tổ quốc cùng với nhà nước để bảo vệ và thể hiện cái lợi ích của nhân dân. Đó là cái ý thứ nhất mà rất mới. Ý thứ hai là lần này chúng ta muốn khẳng định thêm một cái vai trò mới của mặt trận Tổ quốc mà thực tiễn vừa rồi trong cái các thảo luận thì ai cũng đặt ra. Nhưng mà lần này ta khẳng định trong Hiến pháp. Và trên cơ sở này chắc chắn sau này chúng ta sẽ có một cái luật về vấn đề này. Tức là giữ vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách của nhà nước. Thì cũng đây là một cái vai trò mới để thông qua cái sự tập hợp các cái tổ chức chính trị xã hội và toàn các cái nhân dân, các tầng lớp nhân dân và các cái đại diện tiêu biểu nhân sĩ yêu nước để chúng ta tham gia tích cực hơn vào việc giám sát chính sách cũng như là phản biện lại chính sách để bảo đảm chính sách nó phù hợp hơn với nhu cầu của đời sống xã hội và nguyện vọng ý chí của nhân dân. Thì tôi cho đấy là những cái bổ sung đổi mới rất là quan trọng trong chương chế độ chính trị lần này. Thì tôi xin nói như vậy. Còn trong quá trình tranh luận thì ở đây có mấy cái vấn đề tranh luận như này, cũng xin nêu các ông chí ở chương 1. Thứ nhất là một vấn đề nhỏ nhưng mà cũng là dai dẳng trong quá trình tranh luận và tôi cũng nêu lại. Tới khi chúng ta nói là tất cả quyền lực nhà nước ở điều 2, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng theo quy định của Hiến pháp nông dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân trí thức, nông dân và trí thức thì đấy là cũ. Nhưng mà vừa rồi đây thì cũng có nhiều ý kiến nói rằng là xem lại cái nền tảng có nên là khẳng định cái tính giai cấp thế không? Hay là nên là cái nền tảng của nó là khối đại đoàn kết dân tộc thì nó rộng rãi hơn. Thì đấy là cái chỗ điều 2 là cũng có một cái ý mà cũng trao đổi rồi cân nhắc như vậy.
Còn ở cái điều 9 ấy, thì chúng ta nói là Mặt trận Tổ quốc và các thành viên cũng như các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, vân vân như vậy. Nhưng mà rất nhiều các cái đoàn thể như là thanh niên, như là phụ nữ, như hội nông dân, như cựu chiến binh, như Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật muốn là đưa hẳn những cái tên đó vào. Nhưng mà cũng trao đi đổi lại nói rằng là nếu chúng ta mà liệt kê các tổ chức ấy vào thì hay là khẳng định cái vị thế của các cái tổ chức đoàn thể đó. Nhưng mà có một cái không hay là quá trình phát triển, lỡ có nhiều cái tổ chức nó làm được cái vai trò chính trị xã hội nữa thì chúng ta lại sửa đổi hiến pháp. Thì do đó chúng ta chỉ dừng lại là ở chỗ là quy định các tổ chức chính trị xã hội là đủ, không cần phải liệt kê tên thêm. Thì tôi xin về chế độ chính trị thì tôi xin nói như vậy. Còn về cái điều về quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản công dân, thì ngày xưa ở Hiến pháp năm 92 ấy, thì chỉ quy định về quyền cơ bản của công dân và nghĩa vụ cơ bản của công dân, và đặt nó ở chương 5. Bây giờ thì đổi cái tên là quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, và đưa nó lên thành chương 2 sau chương chế độ chính trị. Thì cũng xin giải thích là tại sao như vậy. Thì báo cáo các ông chí là nếu mà nói hiến pháp thì quy định cứng của hiến pháp chỉ có 3 vấn đề. Một là chế độ chính trị, hai là quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, thứ ba là tổ chức bộ máy nhà nước. Do đó mà trên thế giới ta sửa vào nội dung của hiến pháp, người ta nói là hiến pháp theo cái mô hình cứng, hay là hiến pháp theo cái mô hình cứng cộng với mềm. Nhưng mà theo mô hình chung của hiến pháp sở hữu chúng ta, ngoài 3 vấn đề quan trọng đó thì thêm các cái chương về chế độ kinh tế, về chế độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật nữa, thì người ta xem đấy là những cái phần mềm. Còn hiến pháp các nước mà gọi là có truyền thống là người ta chỉ quy định 3 vấn đề lớn đấy thôi. Và trong cái chương về quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản công dân thì người ta quan niệm rằng đấy là nhân dân yêu cầu nhà nước phải thực hiện cho được những quyền đó, chứ không phải là nhà nước quy định những quyền đó cho dân. Đấy là cái tư tưởng lập pháp của các nước, nó là như vậy. Thì do đó mà nó phải là chương quan trọng thứ hai nằm sau chương chế độ chính trị. Đấy là cái cách của chúng ta, và chúng ta cũng thấy là như vậy. Còn cái mới nữa là chúng ta, tại sao chúng ta lại nói là quyền con người? Thì tôi xin nói lại cái hiến pháp năm 92, cái điều 50 chúng ta chỉ nói thế này thôi. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,